Cuối cùng, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Hường Lê và Bùa Nguyễn thực hiện. Tôi lấy kính chào quý khán giả đài SBTN. Hôm nay chiều thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2019, vào lúc 6 giờ chiều tại kỳ đài Việt Mỹ trước nhà Sài Gòn Maxim, Philadelphia. Buổi ca nhạc đấu tranh do giới trẻ và ban Yuka Lam Sơn hoạt động chương trình và điều hành với sự cố vấn của Liên Cộng đồng Người Việt Quốc gia Philadelphia và Nam New Jersey tổ chức buổi ca nhạc đấu tranh phản đối Trung Cộng xâm lược phi pháp bãi Tư Chính thuộc chủ quyền Việt Nam lâu đời. Kính mời quý khán giả theo dõi buổi ca nhạc đấu tranh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại. Hường Lê kính mời. Một lần nữa cảm ơn sự có mặt của quý quan khách và quý đồng hương trong buổi sinh hoạt cộng đồng đặc biệt tối ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm tạ chung cho những đóng góp của rất nhiều tiền bối cũng như các anh chị em trẻ từ sự cố vấn tinh thần, đóng góp công sức vào những công việc lớn cũng như việc nhỏ để đêm ca nhạc đấu tranh hôm nay được hình thành một cách nhanh chóng trong vòng vỏn vẹn có 2 tuần lễ. Sự thành công của đêm nay là nhờ vào sức mạnh và sự đoàn kết của những người có cùng lý tưởng cho việc đấu tranh, đòi hỏi dân quyền, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam, và chúng tôi mong muốn một ngày Việt Nam tươi sáng hơn. Xin cảm ơn quý vị. Đêm ca nhạc đấu tranh khai mạc chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ kết thúc 2 bài quốc ca Việt Mỹ, 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bỏ mình giành tự do cho miền Nam Việt Nam và đồng bào đã bỏ mình trên rừng sâu và biển cả để đi tìm 2 chữ tự do. Đêm ca nhạc đấu tranh do giới trẻ và ban Yuka Lam Sơn với sự cố vấn của Liên Cộng đồng Người Việt Quốc gia Philadelphia và Nam New Jersey tổ chức đêm ca nhạc đấu tranh để phản đối Trung Cộng xâm nhập phi pháp lãnh hải Việt Nam. Tháng 7 2019, tàu Hải Dương 8 và nhiều tàu tuần hộ tống xâm nhập vào bãi Tư Chính thuộc quyền Việt Nam lâu đời. Trước hành động bất hợp pháp và ngang ngược của Trung Cộng, toàn dân quốc nội và hải ngoại vô cùng căm phẫn. Trong khi đó, nhà cầm quyền Việt Nam chỉ biết hèn với giặc, ác với dân. Đêm ca nhạc đấu tranh phản đối Trung Cộng xâm lược để hỗ trợ đồng bào quốc nội. Hôm nay lời nói đầu tiên của chúng tôi là biểu dương cái thế hệ 1.5 đã tổ chức đúng lúc, đúng thời điểm, đúng thời gian một cái buổi ca nhạc để lên án nhà cầm quyền Trung Cộng đã cưỡng chiếm Việt Nam, xâm lược ở cái bãi Tư Chính ở Việt Nam. Thưa quý vị, đây là lời tuyên bố của Đô đốc Tư lệnh Hạm đội 7, ông Philip Sawyer, gửi thông điệp đắc kiến các anh chị em trong nước Việt Nam. Hạm đội 7 của chúng tôi rất muốn đến bãi Tư Chính, nhưng chỉ sợ các bạn Việt Nam không đồng lòng chống Trung Cộng. Cái nguyện vọng chung của Yuka Lam Sơn và đó là cái chí hướng chung của tất cả anh em trẻ ở Philadelphia. Nhưng hiện tại bây giờ mình cũng muốn kêu gọi đất nước, kêu gọi những người trong nước, ngoài nước, mình phải đứng lại với nhau. Mình là cái thế trẻ trẻ, mình là những con em, mình phải tiếp tục mình làm theo để cho sau này những đứa nhỏ sau này nó còn theo mình nữa. Đó là cái lý do mà tụi em đến đây. Hồi lấy kính chào quý khán giả đài SBTN. Những giây phút vừa qua chúng tôi gửi đến quý khán giả phóng sự buổi ca nhạc đấu tranh phản đối Trung Cộng xâm nhập phi pháp lãnh hải Việt Nam. Buổi ca nhạc đấu tranh kết thúc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày. Trước khi kết thúc phóng sự, Hường Lê kính chúc quý khán giả dồi dào sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Hường Lê tường trình từ thành phố Philadelphia. Hường Lê xin hẹn lại phóng sự kỳ sau. Hường Lê kính chào. Kính chúc quý vị, bản tin Hoa Trình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt.
Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.